nhoi nóng cho bà chết nhoi nè. Hôm qua anh mơ hay tất cả là sự thật? Sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn, mắt anh đẫm lệ, hy vọng em sẽ về, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chờ. Đừng tệ thêm đi. Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày, xem ra anh chẳng còn là gì của em. Mắt anh nhắm lại, không thể thêm nhẫn nại. Mặc dù cho em là người con gái anh yêu rất nhiều, một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi có thoáng thấy trong ánh mắt của Vương Tú mừng, một sự mừng rỡ và rất mừng. Ồ, đã bị ta phát hiện rồi. Đúng rồi. Trước khi mình trò chuyện thêm thì xin giới thiệu thêm về bài hát vừa rồi mình mới vừa hát. À dạ, bài hát vừa rồi của em là bài Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi. Bài hát này là bài hát debut của em, mang em đến lần đầu tiên với lại tất cả mọi người, giọng hát của em. Đây là một dấu ấn không thể nào quên được. Dạ. Bởi vì đây là mình xuất hiện, mình ra mắt. Dạ. Thì một câu đầu thì thấy Vương Tú vẫn hát bình thường, xong đó tới người ta hát có nghĩa là phát hiện ra rồi. Bên này vẫn đang tự tin lắm, cũng đang nhảy nhót, đang mặc một cái bộ đồ nhoi nhoi con nhoi, thỏ, bộ đồ con mà thỏ. mấy cái chỗ mà quán gà rán em mà bạn này nhoi lắm. Bây giờ là mọi nha. Người thấy cho anh, mọi người là thấy mặt bạn chưa? Chưa được thấy mặt. Thế thì là mình bao nhiêu phần trăm tự tin tìm được nhân vật này? Em nghĩ 70%. 70% lận, 70% là thắng rồi. Là ai? Chưa, từ từ bình tĩnh. Bây giờ em nghĩ là không phải bạn em đâu. À không phải là bạn. Không phải bạn. Ủa, em, là không phải bạn có là một người, định một người quen vậy? Một người quen của em, một người rất là thân với em nhưng mà không phải bạn em. Ồ, thân nhưng mà không phải bạn. Là em có thể là em hay là anh gì đó, nói chung là em, nhưng mà em nghĩ là em của em. Bây giờ mình sẽ nói mấp mé vài điều về người này đi. Em tại vì cái con số mà 161 triệu đó nó cũng khá là đặc biệt giữa em với lại bạn này. Ồ. Oh. Tại vì em với bạn ca khúc đó cũng là ca khúc đầu tay của bạn đó luôn. Ồ. Oh. Bên đây có sự gục ngã. Vậy thì anh đoán luôn, anh cũng không biết bạn này là ai, nhưng mà anh đoán luôn, khả năng anh nghe được á là đây là một cái cậu có một bài hát mà vợ anh rất là mê. Là bài gì anh? Anh đã từng nói với cậu này rồi đúng không ạ? Ồ, tốt kìa. Chứ sao nữa. Người ta. Vậy là anh với Tú nhận ra rồi. Dạ. Harry thì chắc 3 tháng nữa. Harry thì chắc 3 tháng nữa. Chúng ta hãy nhớ rằng những gì mình vừa nghe là Nguyễn Nhân A, ví dụ vậy thì mình nhớ nha. Dạ. Rồi, bây giờ tạm thời chưa mở mặt nạ ra, bởi vì cuộc chơi nó phải hấp dẫn nữa. Em tò mò muốn chết rồi, bây giờ hai người ai cũng biết, chỉ có mình em không biết à. Cũng có thể đây, là cũng có thể em mí, sai. Bật mí. Dạ. Cái cậu này dạ. đã từng tham gia chương trình Nhanh Như Chớp với hai đứa mình rồi. Và em cũng rất thích cái giọng cậu này luôn. Em rất thích luôn. Em mê nhiều người lắm anh ơi. Em mê nhiều người lắm anh ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời cậu ấy đứng qua một bên để chúng ta tiếp tục mời ra sân khấu nhân vật bí ẩn số 2. Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao yêu sầu, dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ. Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm
gia từ lè hoen mi phận hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh nghe gió mây qua trời đau đôi tay nhưng không thể níu lấy, vậy đành thôi nhìn theo người đi khi đã xa mất rồi chỉ còn anh với những mộng mơ lang thang. Người anh người lại người nữa. Giờ lòng anh ôm những nhẫn vương lúc gần kề để nhớ thương, không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lòng này thấu mây vần buông nhà mình mà xây cả đời, dù nơi có nơi phương trời biết sẽ chẳng thể chạm đến nhau, đành để mất nhau. Ôi hoang mang, em thật sự hoang mang. Em không cần hoang mang, em không biết đâu. Không, cái lúc đầu em biết rồi, tặng ra ổ bánh mì cái tiên em quên mất tiêu. Tại vì trong clip á, dạ, nói á là Vương Tú mà nghe là sẽ dẫn ra giọng họ ngay lập tức. Dạ dạ. Thế nên ban tổ chức mới cử một cái cô ra. Vâng, để... phá. Phá. Trời ơi. Hả? Nhưng mà vẫn mỉm cười, có nghĩa là vẫn biết rồi. Trời ơi, sao biết hay vậy ta? Em nghe mấy cái câu đầu là em nghe ra mà hình như là một người bạn. Wow. Trời ơi anh ơi, em thi nó không có công bằng với em. Đâu, công bằng. Bị lát nữa nè, Tuấn Trần với lại Trấn Thành hát bên đây. Quá công bằng. Tuấn Trần hát dở lắm anh ơi, dở cái là biết liền. Ta ca sĩ mà trong kỳ vậy. Ta ca sĩ muốn cái gì? À, chúng ta lại tiếp tục nghe Vương Tú chia sẻ về cái bài hát vừa rồi. Bài hát vừa rồi thì không phải là bài hát do em sáng tác, nhưng mà là một bài hát em rất là thích. Rất là hit ở trên internet một thời gian. Thì hiện tại là thưa quý vị, hai nụ cười đã xảy ra trên gương mặt Vương Tú. Dạ. Sau khi xong ca với hai nhân vật bí ẩn số 1 và số 2. Nghĩa là gì? Là khả năng đoán được là cao quá trời cao. Nhưng mà bạn số 2 thì làm sao mà Tú biết? Em nghe mấy cái câu đầu em nghe quen lắm rồi. Giọng bạn này rất là đặc biệt. Hình như là em nghe giống như là ở trong một cái nhóm hay là sao á. Em nghe giống như là ở trong một cái nhóm hay là sao á. Trời, ủa bên đây làm gì nhảy vậy? Em nghe rất là đặc biệt tại vì giọng bạn này là em nghe là biết liền à. Hay vậy ta? Người ta là vừa là ca sĩ, vừa là sáng tác, rồi vừa là producer. Dạ. Thì nghe giọng để mà viết bài, nghe giọng để mà phối biết được các kiểu là quá dễ rồi đúng không? Bây giờ chúng tôi sẽ mời nhân vật bí ẩn số 1 và nhân vật bí ẩn số 2 mở mặt nạ. Thứ nhất là để cho Harigon đỡ lòng mong ngóng để còn biết. Và quý vị khán giả xem đài cũng biết, dù rằng Vương Anh Tú đã biết. Cũng có thể em sai anh. Không, anh nghĩ với những gì em đang nghĩ, với nụ cười của em, anh nghĩ em đúng á. Dạ. Rồi, đầu tiên mời nhân vật bí ẩn số 1. Là Lâm ở nhà. Giọng hát mới là quan trọng nhất. Đúng. Em đoán luôn được anh. Ủa hay vậy ta. Kính thưa quý vị thân mến, trong chương trình của chúng tôi từ khi phát sóng tập 1 cho đến bây giờ toàn là cho hỏi câu đó được không? Cho xin em câu đó được không? Xin thêm hint. Có thể hỏi thêm được không ạ? Chúng tôi cần lên hình nè. Mời nhân vật bí ẩn số 1. Trời ơi, lâu quá không gặp. Trời ơi. Nhân vật bí ẩn số 2. Giờ mình để cái đầu thỏ xuống dưới đây nè. Đó. Đúng không em nói đúng không? Em nói đúng không? Đâu biết gì đâu em nói đúng không? Em nói đúng không anh? Sao anh là đúng á? Đúng là hai cái đúng là đúng hết hai cái. Cái sao thì anh không biết à, không dám nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có trò chuyện với nhau. Trên dưới trò chuyện thoải mái ha. Dạ. Và Miro dĩ nhiên là được làm cái effect cho nó cái tiếng nó bị khác đi. Đây là người đầu tiên ha. Người thứ hai. Bây giờ nè, chúng ta sẽ trò chuyện và Vương Tú muốn nói chuyện với người số mấy? Người số 2, người số 2 trước. Rồi, mời trò chuyện. Hello bạn. Hi. Bạn có phải là xem với tuổi của mình không? Mình còn không biết tuổi của bạn hỏi tuổi mình. Đâu, nghe cái cách nói chuyện là biết cách liền. Cách nói chuyện, đúng rồi, cái cách nói chuyện rất là đặc trưng. Cái kiểu á. Mọi người ơi. Ồ. Em đã từng nghe kiểu này giống như là một cái game gì đó.
với game gì đó tham gia chung với bạn này hay sao đó. À, bạn có tham gia trong một nhóm nhạc nào đó không bạn? Nhóm nhạc mình chỉ biết là mình một ca sĩ solo mà thôi. À, vậy là giờ solo rồi. Vậy là giờ solo rồi, đúng rồi, trả lời sao mình lộ hết trơn. À, giờ là solo, ok, cảm ơn bạn, cảm ơn. Phần gọi là cái hint quá là đắt giá của bạn. Dễ tin người quá. Càng giải thích càng lộ đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Thà im luôn anh, thà dễ luôn. Tin người quá cái là bây em nói chuyện người thứ nhất đúng không anh? Bây giờ Vương Tú có quyền hỏi số 1 hoặc số 2, còn bên kia số 2 hay số 1 trả lời, đó là chuyện của họ. Trời, đã giờ biến đổi giọng nói rồi sao nhận ra. Nhưng mà cái vấn đề nói Tú nghe nè, trong cái phát âm của người Việt Nam mình nó có miền Bắc. Đúng rồi, miền Trung và miền Nam. Rồi trong các kiểu giao lưu của nghệ sĩ nó có kiểu lầy, kiểu nhây, kiểu xàm. Đó được liền. Cảm ơn phần gọi là hiên đắc giá của anh. Em người em anh nói ra vậy là em tự tin rồi. Tự tin rồi. Hỏi đi ạ. Hỏi số mấy ạ? Em hỏi số 1 ạ. Số 1 ạ. À, con số 161 triệu nó có đắc giá với bạn không bạn? Ai biết. Nếu mà em nói không lầm, người thứ nhất phải nói giọng Bắc. Ủa vậy vừa rồi mới nói đó. Ai biết, em nghe giống như giọng Nam vậy đó. Thì mình hỏi câu nó dài hơn cho người ta bắt buộc phải trả lời dài. Em ơi, bạn có thể nói một câu, đọc một câu cuộc sống em ổn không? Cuộc sống em ổn không? Không ổn không. Rồi. Không ổn không, rồi. Không, bắt đầu em bắt đầu không ổn rồi. Không tới ổn bây rồi. Giờ tới em không ổn rồi đó. Nhưng mà không sao. Em vẫn tin là giọng hát mới là quan trọng nhất. Đúng. Đây là những điều đang đưa gian, em gian dối. Đưa em nó vòng, em không nhớ rồi được. Sai rồi. Đó, bây giờ. Sai rồi. Em đoán luôn được anh. Ủa hay vậy ta. Kính thưa quý vị thân mến, trong chương trình của chúng tôi từ khi phát sóng tập 1 cho đến bây giờ toàn là cho hỏi câu đó được không? Cho xin em câu đó được không? Xin thêm hint. Có thể hỏi thêm được không ạ? Chúng tôi cần lên hình nè. được. Bạn số 1 là như thế nào với mình ta? Là anh hay là em hay là bằng tuổi mình ta hay là người yêu? Ôi người yêu. Người yêu ta. Thì đó, nghệ sĩ có nghệ sĩ lầy, nghệ sĩ xàm. Trời. Ca sĩ là... có ca sĩ xàm. Vậy là lọt vô cái khu vực đó ha anh? Khu vực đó đó. Còn bạn thứ hai là có tham gia chương trình với mình rồi đúng không bạn? Nhiều lắm. Ôi trời ơi. Hình như em nghĩ là em đoán ra mà bây giờ sao tiện cái em ngồi em nghĩ hồi. Không có gì hết. Đó mình phải kiên định với khi mình nghe giọng hát là quan trọng. Em vẫn tin vào cái lỗ tai của em. Đúng rồi. Vậy. Nếu như nhạc sĩ đoán sai, sau này sáng tác miễn phí là ok. Vậy là bạn này bạn số 2 đang nói hay sao nè? Bạn này giọng số 2 đang nói nè. Thiệt luôn á, người ta là nhạc sĩ người ta nghe nhiều lắm. Nghe nhiều khi cũng là cái lợi cũng là cái hại anh, nhiều khi em bị loạn nhiều không, quá. Anh thấy lợi quá trời. Lợi chứ. Nhưng mà hồi nãy em nghe hai bạn đều nghe là mấy nốt đầu tiên, mấy câu đầu tiên là em biết liền. Ủa hay vậy ta, thiệt chứ. Cái phát âm cái nhả chữ ở những cái cuối câu á là biết liền. Mà bây giờ em tự tin vậy, lát mà em đoán sai là em quê lắm. Đâu gì đâu quê, cuộc đời mà ai không có sai lầm. Dạ. Hy vọng là em không sai lần này để em bước qua đội thắng. Mời Vương Tú lần lượt đoán tên, vị trí, nhân vật bí ẩn số 1 và nhân vật bí ẩn số 2. Nhân vật số 1 là? Nhân vật số 1 là theo em đoán thì là... Anh Tú. Anh Tú. Chắc chưa? Em chắc. Ở sao hồi nãy giờ là nói giọng Nam không à, bây giờ lại nói giọng Bắc rồi anh. Rồi, số 2 ạ. Số 2 là lúc đầu em nghe ra giọng của Will 365. Lúc đó lúc đầu thôi còn bây giờ? Bây giờ là bị nhiễu thông tin nhiều quá anh, à. Ra em hoang mang à. Cho nên là lúc hoang mang về là em phải... Phải tin dự được cái ý định ban đầu của em đó là Will 365. Will. Chờ gì nữa. Thưa quý vị, một điều khác biệt nữa ngay sau đây là bản mashup dành cho cả ba nhân vật đang đứng trên sân khấu. Xin mời. Sao môi anh run và nước mắt vẫn tuôn, mắt anh đâm
sẽ về, cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ đừng tệ thêm đi. Em tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày, xem ra anh chẳng còn là gì của em. Mắt anh nhắm lại không thể thêm nhẫn nại, mặc cho em là người con gái ơi anh yêu rất nhiều. Giờ lòng mang theo những vấn vương, lúc gần kề đầy nhớ thương, không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Lòng mây thấu mây phần, uống nhầm anh mà say cả đời. Dù tình có phương trời, biết sẽ không chạm được đến đâu, đành phải mất nhau. Trong lòng anh thấm bao nỗi sầu, dù không đau nhưng lòng anh vẫn nhớ. Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm ra từ, lệ hoen mi phần hồng nhân kém duyên. Em đi ngang đời anh như gió bay qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. Đã xa mất rồi, chỉ còn anh với những mộng mơ lặng thinh. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không? Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng. Mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa, người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa? Mà anh vượt khốn khó để yêu em, bỏ qua tất cả để em có hạnh phúc êm đềm. Phải bỏ ngoài tai những lời thương nghe về em như thế. Vậy mà cách đây một ngày chính mắt anh thấy mọi thứ đổi dời. Chuyện vừa lúc gần kề để nhớ thương, không thể nói ra để rồi mất nhau. Vỗ tay nồng nhiệt ra, vỗ tay thật to lên ạ. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là mashup hai bài hát là giúp anh trả lời những câu hỏi và kém duyên. Cuộc chơi vừa rồi nó không mang tính chất chơi công bằng. Thầy cái sao dễ biết quá. Trời ơi, em là anh Will ấy, ở trong cánh gà chứ. Hai anh em cố gắng làm sao lừa anh Tú nha. Vừa nói lừa xong thì anh Giang bảo thôi anh Tú nhận ra rồi, thôi gãy luôn. Trời ơi, gãy luôn. Với lại cái clip ban đầu cũng dễ rồi. Nhưng mà quan trọng là 161 triệu có phải là cái bài Cuộc sống em ổn không của em? Dạ. Là Tú biết liền. Rồi qua tới em chắc có biết nhẹ. Rồi bắn cua. Tại vì em là em lúc đầu là em rất là chắc chắn là bản thân em là. Bởi vì á anh em có chơi game show, gặp nhau nhiều nhưng chưa làm việc chung một dự án bao giờ. Và cũng không có phải là kiểu thân như hai anh em ở đây là đi chơi, đi ăn, đi uống. Em nghĩ là chắc chắn Vườn Tú không bao giờ nhận được ra tôi đâu. Một năm là gì? Một năm là ý nghĩa gì? 365 độ ạ. Nhưng 365. Rồi Vương Miện là đóng phim. Không, Vương Miện là gì? Là vị vua. Quán em tên là Vua Cua. Vậy là hồi nãy em. Vậy là anh chị đó là gần đúng rồi đó. Thiệt chứ? Đúng không anh? Đúng rồi. Chưa, anh cứ coi thường cái hình của vậy. Harry nói cái gì ạ? Hồi nãy Harry nói là hải sản, mà nó hải sản nó liên quan tới cái tên mà Vương Miện hay không? Wow. Trời, nó vua mà chút thiệt. Vậy bán.